Wow, 5 giờ 55 phút sáng. Nếu mà bạn không thể hoàn thành những việc nhỏ nhặt thì bạn không thể làm được những việc lớn lao ấy. Ohayou gozaimasu. Kyō mo harete yokatta desu. Watashi ni totte shiawase to wa nan daro? Ne, notebook-un. Nega gajougurago hetchana. Nega gajougurago hetchana. Good morning guys, chào buổi sáng mọi người, là mình Kira đây. Bây giờ đang là 5 giờ 55 phút sáng. Mùa hè rồi, dậy sớm hơn thôi. Thì đây sẽ là một chiếc vlog chia sẻ về morning routine của mình, thói quen buổi sáng. Thì với những bạn nào đã xem vlog của mình suốt một thời gian dài thì các bạn sẽ biết đây là một cái chủ đề mà mình chia sẻ rất là nhiều. Thì với cơ bản cái chu trình buổi sáng của mình nó cũng không có cái sự thay đổi, nó vẫn cứ xem như vậy. Tuy nhiên thì ở vlog này mình sẽ chia sẻ những cái thói quen đấy một cách mới mẻ hơn một chút, đặc biệt hơn một chút. Thay vì chỉ là quay những cái hoạt động thường nhật, sau đó thì là voice over hay là chèn chữ, thì mình sẽ trực tiếp vừa thực hiện hành động đó vừa chia sẻ với các bạn. Thì mình hy vọng là chiếc vlog morning routine này sẽ truyền một chút cảm hứng để các bạn có thể dậy sớm hơn, để có thể thực hiện những cái chuỗi thói quen tốt, lành mạnh vào mỗi sáng, đặc biệt là trong mùa hè này. Vậy thì cùng bắt đầu nha. Ok, thì việc đầu tiên mà mình sẽ làm đó là dọn giường, gấp chăn. Thì thường đây sẽ là cái việc đầu tiên mà mình làm mỗi sáng, nhưng mà hôm nay thì để có thể quay vlog thì mình phải vệ sinh cá nhân trước, rửa mặt trước một chút, không thì trông mặt sẽ rất là ngái ngủ. Về cơ bản thì mình có thể trải chăn ra hoặc là gấp chăn được. Thôi hôm nay thì mình gấp chăn nhé. Hồi trước thì mình cũng lúc gấp, lúc dọn, lúc không. Lúc thì thấy lười lười, không muốn dọn, lúc thì cảm thấy là cũng muốn gấp chăn. Nhưng mà sau khi đọc một cái cuốn sách Make Your Bed của Đô đốc Hải quan William McRaven thì mình mới có đọc một cái câu là nếu mà bạn không thể hoàn thành những việc nhỏ nhặt thì bạn không thể làm được những việc lớn lao ấy. Mình nghĩ cái việc mà gấp chăn, là dọn giường, nó là một cái việc rất là nhỏ nhặt vào buổi sáng mà chúng ta nên làm để có một cái cảm giác nó gọi là gì nhỉ? Mình hoàn thành được một cái gì đấy nó có ích. Rồi. Sau khi mà đã hoàn thành việc dọn giường trải chăn thì thói quen tiếp theo đó chính là tập thiền và tập yoga. Thì như các bạn có thể thấy thì mình đã trải sẵn cái tấm thảm yoga ở đây ngay từ buổi tối hôm trước. Đây là một cái mẹo xây dựng thói quen rất là hữu ích, bởi vì là nhiều khi kiểu sáng dậy mình muốn tập yoga, mình muốn tập thiền ấy, nhưng mà vì chưa trải cái thảm cho nên là có thể mình sẽ mất thêm một công đoạn nhỏ. Thì thay vì trải thảm vào buổi sáng thì mình sẽ trải luôn vào buổi tối. Thì như vậy thì buổi sáng dậy sau khi mà dọn giường trải chăn xong, mình đi ra đây mình có thể ngồi trực tiếp luôn xuống thảm và thực hiện cái chuỗi thói quen là thiền và tập yoga đó. Trước hết là về bài tập thiền thì thường thì mình sẽ tạo một cái thói quen nhỏ, đó là thiền 3 phút. 3 phút này nó cũng chỉ tương đối thôi, nhưng mà trong cái 3 phút đấy thì mình sẽ tập 2 cái bài tập thiền cơ bản, đó là tập trung vào hơi thở và thứ hai là quét cơ thể, đó là body scan. Thì với cái tập trung vào hơi thở thì mình chỉ đơn thuần là hít vào thở ra và đếm 5 lần chậm rãi. Còn với cái body scan quét cơ thể thì mình sẽ bắt đầu tập trung từ cái đỉnh đầu, bắt đầu đi xuống những bộ phận cơ thể như là mắt này, mũi, miệng, cằm, vai, cổ, ngực, bắp tay, tay, sau đó thì xuống bụng này, lưng, hông, đùi, đầu gối, bắp chân, rồi chân. Đó, thì mình quét một loạt và mình cảm nhận thấy xem là cơ thể mình hôm nay như thế nào, có đoạn nào nó đau, nó khó chịu không. Thì mình nghĩ đây là một cái bài tập nó rất là hữu ích, và chỉ cần thực hiện 2 cái bài tập này thôi thì mình nghĩ là nó cũng đủ rồi cho một cái buổi thiền ngắn vào buổi sáng. Còn bây giờ thì cũng bắt đầu bài tập thiền 3 phút nha. Ok, tiếp theo là tập yoga. Thì tương tự với việc thiền, mình cũng tạo cho bản thân một cái thói quen nhỏ, đó là thực hiện tối thiểu 5 động tác yoga cơ bản.
Và đây sẽ là 5 động tác yoga mà mình luôn luôn thực hiện mỗi sáng nhé. Đầu tiên là tư thế cat and cow. Mình chả nhớ tiếng Việt là như thế nào. Đây, mình sẽ thực hiện luôn cho các bạn nhé. Tiếp theo là tư thế downward facing dog. Tư thế này mình rất thích luôn, nhưng mà nhiều lúc cũng căng cứng người. Đó. Rồi, chuyển trực tiếp đến tư thế là cobra pose. Sau đó thì child pose, tư thế em bé nằm. Tư thế này cũng rất là thích luôn. Ngoài ra thì cái lúc mà downward facing dog ấy, khi mà chuyển sang tư thế cobra pose ấy, thì sau có một đoạn là plank pose là như thế này. Đấy, đây. Sau đó thì mới xuống thành cobra pose. Thì đó là 5 động tác yoga cơ bản mà mình thường, không phải thường mà luôn luôn làm vào mỗi sáng. Sau đó thì mình có thể thực hiện thêm một số động tác khác. Ok, tiếp tục các cái thói quen khác nhé. Các bạn, trước khi chuyển sang các thói quen khác thì phải dọn cái thảm yoga đã. Ok, tập thiền với yoga xong thì mình sẽ ngồi vào bàn làm việc và thực hiện thói quen tiếp theo, đó là viết morning page. Thì cái morning page này nó hơi khác nhật ký một chút. Bình thường nhật ký sẽ là viết lại những cái gì đã diễn ra ngày hôm qua. Tuy vậy thì ở trong cái cuốn sổ tay cá nhân của mình này, mỗi sáng mình sẽ viết morning page, bao gồm những cái nội dung như là sáng nay dậy thì mình cảm thấy như thế nào, thời tiết là như thế nào, đặc biệt là hôm nay mình có những cái công việc quan trọng gì, mình liệt kê hết ra. Sau đó thì mình sẽ tự viết một cái câu gọi là thúc đẩy bản thân. Đấy, hôm nay cố lên nhé, hôm nay nhất định phải làm được cái này. Let's start writing. Thì đối với cái thói quen này thì mình sẽ viết bằng tiếng Nhật thay vì tiếng Việt. Nói chung là mình sẽ cố gắng kết hợp một số cái hoạt động thường nhật với cái việc duy trì và sử dụng ngoại ngữ. Thì đối với cái việc morning page, viết morning page này thì mình sẽ viết bằng tiếng Nhật. Ohayou gozaimasu. 今日も晴れて良かったです。なので今日は花の天気に感謝します。よし。今日のやること、その1、モーニングルーティンを取る。それに、モーニングルーティンを編集する。OK, hoàn thành việc viết morning page xong, thì thói quen tiếp theo đó sẽ là đọc. Thì đây mình có hai cuốn sách, thì mỗi cuốn sách mình sẽ chỉ đọc một trang thôi. Nói về hai cuốn sách mà mình đang đọc mỗi sáng thì cuốn đầu tiên đó là cuốn tiêu đề tiếng Nhật Positive na watashi ni naru 365日, tạm dịch là để trở nên một phiên bản tích cực hơn sau một năm. Thì đây là một cái cuốn mà mỗi ngày mình sẽ được đọc một cái câu quote, một cái câu viết nó giúp mình cảm thấy tích cực hơn một chút. Đối với cuốn sách này thì thường thì mình sẽ cố gắng đọc ra thành lời để có thể luyện đọc và luyện phát âm tiếng Nhật luôn. Thì bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn một chút nha. 自分に次の質問をしてみよう。私にとって幸せとは何だろう。どうすれば毎日の生活をもっと幸せで感じられるだろう。どうすれば自分にもっと優しくなれるだろう。小さなことでも大きな変化につながる。で、このセクトの点、このセクト2は The Daily Stoic 336 chiêm nghiệm về trí tuệ và lòng can trường cùng nghệ thuật sống. Cái này là nó dựa trên một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa khắc kỷ á, Stoicism á. Hoàn thành xong cái thói quen đọc một trang sách mỗi sáng thì mình sẽ chuyển đến cái thói quen tiếp theo, đó là học ngoại ngữ ở trên ứng dụng điện thoại. Thì dạo gần đây mình có học trên hai ứng dụng là Anki và Cake. Thì nó đều liên quan đến việc học tiếng Hàn của mình. Anki thì nó giống như là một cái ứng dụng flashcard, nó dựa trên cái nguyên tắc khoa học là space repetition, nguyên tắc lặp đi lặp lại ngắt quãng. Cái giao diện thì nó cũng cũng bình thường thôi, không quá là trông bắt mắt, nhưng mà đây là cái thói quen mình đã duy trì suốt khoảng 1 năm rưỡi, 2 năm nay. Thì hôm nay là mình có tổng cộng là 16 cái từ vựng mình cần phải ôn. Muốn lê, quietly, secretly, thức trùng, score points, ghi bàn, come money, stay quiet. Tiếp theo là ứng dụng Cake. Thì mình đã chia sẻ với mọi người ở trong một cái vlog là chuyện học ba ngoại ngữ của mình á. Thì dạo gần đây mình cũng có luyện nói tiếng Hàn một chút. Thì mình sẽ mỗi sáng thì mình có thể học một cái bài speak.
Hôm nay mình sẽ học bài xin lỗi. 너 지금 어디야? 진짜 미안. 진짜 미안. 나 20분 정도 늦을 것 같아. 20분 정도 늦을 것 같다. 알았어. 알았어. 식당에 가 있을게. 빨리 와. 식당에 가 있을게. 빨리 와. 내 노트북은. 내 노트북은. 내가 가져오라고 했잖아. 내가 가져오라고 했잖아. 아, 이런. 깜빡했어. 정말 미안해. 정말 미안해. 요즘 배민가. Hello. Đi ăn phở luôn không? À, con đi tập. Con đi tập. À, mẹ cứ ăn đi phở, đi ăn phở đi nhá. Mẹ mình vừa gọi rồi mình đi ăn phở, nhưng mà sau đây mình còn có một cái thói quen mới nữa, cho nên là có gì để mẹ ăn trước. Thì đó, mình sẽ luyện nói tiếng Hàn một chút. Về cơ bản là mình cũng đã hoàn thành gần xong những cái thói quen buổi sáng ở trong nhà vào mỗi sáng. Còn bây giờ thì mình sẽ thay quần áo để chuẩn bị đi tập. Hiện tại thì mình đang ngồi trên tầng 2, cái phòng gọi là lobby, nghỉ giải lao ở cái phòng tập gym. Thì thật ra cái buổi tập chính của mình là buổi chiều cơ, chiều tầm 4 giờ thì mình thường đi tập với anh Papa Ken. Nhưng mà dạo này buổi sáng thì mình có đi đến gym để nói chung là hướng dẫn và tập cùng với một bạn. Bạn ấy đi làm thì 8 rưỡi vào làm, cho nên là sáng thì mình sẽ hẹn gặp bạn ấy tầm 6 rưỡi đi tập ở đây. Thì cũng gọi là PT kiểu theo kiểu nghiệp dư, thì hướng dẫn một vài cái bài tập cơ bản thôi. Thế nên là buổi sáng thì mình không tập, còn đến buổi chiều thì mới là cái buổi tập chính của mình. Thì đó. Còn nếu các bạn hỏi đây là gym nào thì đây là Swayquity ở Kim Mã. Thì nếu mà có cơ hội gặp ở gym thì gặp các bạn lúc đấy nhé. Mình vừa đi mua bánh mì với một ít khoai lang để ăn sáng. Lâu rồi không ăn bánh mì. Hôm qua xem một cái vlog của anh Papa Ken đi Lào, tức là có một cảnh là anh Papa Ken mua bánh mì thấy trông ngon. Thế tự dưng sáng nay đang nghĩ về việc là nên ăn gì thì tự dưng nghĩ ra là ăn bánh mì. Thì đây, mời các bạn mình sẽ ăn một nửa. Trông rất đầy đặn mà người ta ép nóng cho nên ăn dễ. Mình thích ăn bánh mì, nhưng mà mình bị sợ một cái là ăn bánh mì xong lúc nào nó cũng bị xước ở cái hàm trên ấy. Thế cứ ăn xong nó cứ bị lợi, viêm lợi. Mà hy vọng là ăn này sẽ ngon và không bị làm sao cả. Rất ngon. Mua bánh mì Hương Lan. Mình đã về nhà và cũng đã pha trà. Bây giờ mùa hè rồi cho nên là không uống được trà nóng nữa đâu, phải uống trà đá. Cái trà mà mỗi sáng mình hay uống ấy, đó là Twining Boost. Đó, của Twining. Trong này sẽ có cam, táo, trà xanh và guarana. Thì hạt guarana thì nó cũng có một chút gọi là caffeine, cho nên là coi như là thay thế cà phê buổi sáng. Thì uống nó rất là ngon ngọt, thanh thanh. Và thêm đá nữa thì cực kỳ hợp cho mùa hè. Wow. Thì đó, những gì mà bạn vừa xem chính là thói quen buổi sáng của mình, năng động version. Mùa hè này thì mình nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều người muốn dậy sớm. Tuy nhiên thì cái việc dậy sớm, dậy muộn nó còn tùy thuộc vào gen của mỗi người, của mỗi gia đình. Thì có những người là sẽ thuộc cái tuýp gen là gọi là cú đêm, có những người sẽ là thuộc gen người dậy sớm.
Mình nghĩ là quan trọng ấy là dậy xong mình làm gì. Chứ thay vì chỉ dậy sớm, có thể bạn sẽ đặt mục tiêu dậy sớm 5 giờ, nhưng mà nếu mà bạn không biết nên làm gì sau đấy thì bạn sẽ cảm thấy khoảng thời gian mình dậy sớm xong nó cứ lãng phí thế nào, xong bạn lại đi ngủ tiếp. Thế nên là việc xây dựng một cái chu trình, một cái thói quen buổi sáng, mình nghĩ là nó rất là quan trọng. Để mà có thể xây dựng một cái chu trình thói quen này thì cách đây khá là lâu rồi, khoảng 2 năm hay là 3 năm gì đấy, mình có đăng một cái video là bí quyết xây dựng thói quen buổi sáng. Đó là sử dụng phương pháp thói quen nhỏ, mini habits. Nghĩa là với mỗi cái hoạt động, với mỗi cái việc làm lành mạnh thì bạn có thể xây dựng cái thói quen nhỏ, cái mục tiêu nhỏ trước tiên. Ví dụ như mình là mình thiền 3 phút này, tập yoga 5 động tác cơ bản này, viết nhật ký thì viết chỉ viết một ít là 50 từ thôi, đọc sách một trang thôi. Bên cạnh cái việc sử dụng thói quen nhỏ ấy, thì mình còn sử dụng một cái phương pháp đó là thói quen trồng chất. Mình không nhớ tiếng Việt như nào, gọi là habit stacking ấy. Thì đại khái là sau hoạt động A thì mình sẽ làm B. Chỉ là một cái công thức đơn giản vậy thôi, nhưng mà các bạn có thể viết ra. Ví dụ khi mà tạo một cái mục tiêu xây dựng thói quen ấy, thì bạn có thể viết những cái công thức để ra theo thứ tự. Ví dụ như mình sẽ là: sau khi dậy mình sẽ kéo rèm, tưới cây, sau khi tưới cây thì mình sẽ vệ sinh cá nhân, sau khi vệ sinh cá nhân mình sẽ dọn dẹp trải chăn, sau khi dọn dẹp trải chăn mình sẽ tập thiền và yoga ở trên chiếc thảm mà mình đã trải ra trước đó. Quận thảm yoga xong mình sẽ ra bàn làm việc để ngồi viết nhật ký, morning page. Viết morning page xong mình sẽ đọc 2 trang sách. Đó, kiểu như vậy. Thì khi mà mình cụ thể hóa được cái hoạt động, đặc biệt là thời điểm và địa điểm, thì bạn sẽ cảm thấy dễ dàng thực hiện cái thói quen buổi sáng hơn so với việc là mình chỉ suy nghĩ trong đầu là sáng mai mình muốn làm cái này, mình muốn làm cái kia. Thì đó là buổi sáng của mình. Bây giờ thì mình sẽ uống nốt cốc trà này rồi bắt tay vào làm việc. Đây cũng là lần đầu tiên mình làm một cái vlog thói quen buổi sáng, nó năng động và nó hơi khác biệt một chút, cho nên là cũng mặc dù cảm thấy hơi gượng gạo ở một số góc quay, nhưng mà mình cũng cảm thấy khá là vui khi có thể làm được một cái vlog nó năng động hơn, nó hợp với cái vibe mùa hè như thế này. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nha. Bye, have a good day.